Chuyên mục giới thiệu tác giả tác phẩm của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu chuyên mục, mời quý vị cùng gặp gỡ Trung úy Nghiêm Xuân Khánh với niềm đam mê nhạc cụ. Tiếp đó giới thiệu ca khúc Những trái tim Việt Nam sáng tác của Phương Uyên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngay từ nhỏ đã có niềm đam mê với âm nhạc nói chung và các nhạc cụ nói riêng. Bởi vậy, trong quá trình công tác, Trung úy Nghiêm Xuân Khánh luôn nỗ lực học hỏi, rèn luyện và hun đúc niềm đam mê của mình. Chuyên mục giới thiệu tác giả tác phẩm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ Trung úy Nghiêm Xuân Khánh.
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản nhạc Xuân Về Trên Rừng Núi do Trung úy Nghiêm Xuân Khánh thể hiện. Và ngồi ngay cạnh tôi đây lúc này là Trung úy Nghiêm Xuân Khánh. Trước hết thì xin cảm ơn bạn Khánh đã nhận lời mời tham gia chương trình giới thiệu tác giả tác phẩm của Đài Phát thanh Truyền hình Điện Biên. Vâng, bản thân tôi thì đã rất nhiều lần nghe ca khúc Xuân Về Trên Rừng Núi, nhưng mà nghe một bản nhạc không lời từ sáo điện tử này thì là lần đầu tiên và có những cái cảm xúc rất là khác biệt. Vậy thì trong chương trình hôm nay Khánh có thể chia sẻ về cái ca khúc này cũng như là cái nhạc cụ mà bạn đã sử dụng để biểu diễn không? Xin chào quý vị khán giả, chào MC Chu Linh. Tác phẩm Xuân Về Trên Rừng Núi là một tác phẩm rất là nổi tiếng, nói về vẻ đẹp Tây Bắc mỗi khi một xuân về, được ca sĩ Hồ Quang Hiếu và một số ca sĩ khác thể hiện rất là thành công trong cái thời gian vừa rồi. Và đặc biệt ở đây là cái ca khúc Xuân Về Trên Rừng Núi được thể hiện bởi nhạc cụ sáo điện tử. Có lẽ rất nhiều người chưa từng nghe và đã chưa từng được thưởng thức bao giờ. Và đây xin giới thiệu với quý vị khán giả, anh Chu Linh, là đây là cái cây sáo điện tử có tên gọi là Ewi, Akai Ewi 5000. Và cây sáo này được sản xuất tại Nhật Bản. Và điều đặc biệt ở đây là cây sáo này tất cả các khác với đặc biệt với khác với lại các loại cây sáo khác là các nút bấm không phải là cái lỗ bấm và cái phím bấm trực tiếp nữa, mà tất cả các phím bấm ở đây đều là phím bấm cảm ứng. Và đây là cái bộ hơi của cây sáo này, cũng là cảm biến bằng hơi. Vì vậy, chính vì vậy là đòi hỏi cái người chơi là phải có một cái kỹ năng rất là tốt, một cái kỹ thuật rất là tốt và trơn tru, và phải rèn luyện rất là tốt, là điều khiển các ngón tay này rất là phải linh hoạt, luyến lái, là phải điêu luyện. Và cái bộ hơi này, khi điều chỉnh qua cái bộ hơi này, đòi hỏi cái người chơi phải có kỹ thuật phối hợp giữa hai cái hàm răng để cắn vào cái đầu thổi này, và kết hợp với lại đẩy lưỡi tạo ra một cái âm thanh hoàn hảo và có cái độ rung, độ rèn, độ luyến náy. Và đặc biệt hơn nữa là cái cây sáo điện tử này ấy, thì nó được tích hợp 100 loại nhạc cụ âm sắc khác nhau trên cây sáo này, gồm có tất cả các loại sáo, các loại kèn và một số nhạc cụ khác được tích hợp trên cây sáo này. Tức là một mình cái cây sáo này nó có thể cho ra một bản nhạc thành công. Đúng rồi, cũng chính vì thế là cây sáo này thổi được rất nhiều thể loại nhạc. Các loại thể loại nhạc mà được tích hợp trên cái cây sáo này bởi nhiều cái âm sắc đa dạng. Thế nên là rất lợi thế cho mình thổi các ca khúc khác nhau, các giai điệu khác nhau và các loại bản nhạc có cái tính chất khác nhau thì đều thể hiện trên cây sáo này. Đặc biệt là cái cây sáo điện tử này nó có một cái chất âm rất là lạ. Như anh đã từng nghe, quý vị khán giả và MC Du Linh này vừa rồi nghe cái tác phẩm vừa rồi tôi đã thổi sáo điện tử và qua cái sáo này, qua cái ca khúc đấy, thì nó có cái âm sắc của nó rất là lạ, nó có một cái chất lạ và độc riêng của cây sáo này mà những cây sáo khác không có được. Ngoài sáo điện tử này thì bạn còn có thể chơi những cái loại nhạc cụ nào nữa? Ngoài cái sáo điện tử này thì tôi có thể chơi được saxophone, kèn saxophone, sáo trúc, sáo mèo và nhạc cụ organ. Thì tất cả những cái nhạc cụ mà tôi đang chơi ấy, thì nó có đều những mỗi nhạc cụ nó có một cái tính chất nổi bật riêng khác nhau. Nhưng tất cả cái nhạc cụ tôi đang chơi thì đều phục vụ cho cái mục đích là đi biểu diễn văn nghệ của bản thân. Vâng, để có thể chơi thành thạo nhiều loại nhạc cụ như vậy thì bạn có thể chia sẻ về cái hành trình mình đến với âm nhạc như thế nào? Vâng, có lẽ là ngay từ tuổi thơ ấu tôi đã được gắn liền với cái tiếng sáo trúc của chính bố tôi thể hiện. Từ đó tôi đã ấp ủ cái niềm đam mê và rất là yêu thích các giai điệu của các loại sáo. Đầu tiên thì sáo trúc và sáo mèo tôi đã được gắn bó từ khi tuổi còn thơ, ngồi trên ghế nhà trường. Thì bằng cái niềm đam mê và cái ấp ủ cái niềm đam mê của mình sau 12 năm học phổ thông, thì tôi đã phấn đấu thi vào trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình và tôi đã đỗ vào trường. Và qua 4 năm học tại trường thì tôi cũng đã rút ra rất nhiều kinh nghiệm, những cái kỹ năng về âm nhạc và kỹ thuật về âm nhạc, và qua đó đã giúp tôi đã biểu diễn một số nhạc cụ nó cũng đạt được tốt hơn và có nhiều kiến thức hơn. Vâng, được biết thì bạn đã có rất nhiều năm công tác trong lực lượng bộ đội biên phòng và thường xuyên về vùng sâu vùng xa để biểu diễn văn nghệ cho cán bộ chiến sĩ cũng như là đồng bào ở biên giới. Vậy thì bạn có thể chia sẻ một cái kỷ niệm nào đó sâu sắc nhất của mình trong những cái chuyến đi biểu diễn như vậy? Vâng, cũng đã tròn 15 tôi phục vụ trong quân ngũ. Là người chiến sĩ quân hàm xanh thì đối với tôi có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ, kỷ niệm sâu sắc, có rất nhiều kỷ niệm đối với tôi. Và có thể nói kỷ niệm sâu sắc nhất, đáng nhớ nhất đó là những cái đêm lưu diễn cùng đội tuyên truyền văn hóa bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên đến phục vụ bà con cán bộ chiến sĩ nơi vùng cao biên giới. Như quý vị đã biết, đường đi đến các điểm diễn thì nó rất là khó khăn, xa xôi. Có những điểm đến có khi đi một ngày đường mới tới nơi.
Đường thì mưa gió sạt lở, có những lúc xe ô tô không vào được, không di chuyển được. Chúng tôi phải cùng nhau di chuyển đường bộ, và chúng tôi thì phân công nhau, người thì vác đàn, người thì bê loa, người thì khiêng máy lổ suốt cái chặng đường đi bộ đó. Và trên cái quãng đường đi đó thì gặp những con sông, con suối nó rất là lớn, thì người dân cũng phải làm bè để hỗ trợ vận chuyển chúng tôi, đưa chúng tôi qua sang cái điểm sông bên kia để đến các điểm diễn để phục vụ bà con. Thì đến những cái điểm diễn thì cái mặt bằng diễn thì nó lại không thuận tiện, nó gồ ghề. Có những lúc chúng tôi cũng phải chọn ngay cái điểm sân của nhà, tại nhà người dân để làm cái điểm diễn của buổi tối hôm đấy. Thế nhưng mặc dù có những cái đường đi nó rất là khó khăn, có những hôm thì diễn thì mưa gió, nhưng mà được sự ủng hộ của bà con đến rất là đông, cổ vũ rất là nhiệt tình, chúng tôi rất là vui. Và cái hình ảnh của bộ đội biên phòng, của người chiến sĩ văn hóa quân hàm xanh bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên đã để lại cái ấn tượng rất là sâu sắc đối với bà con dân bản, và đó là cái niềm hạnh phúc nhất trong tôi, và đó có thể nói là cái kỷ niệm mà tôi đang nhớ nhất. Vâng, trong thời gian tới thì bạn có cái định hướng cũng như là cái dự định gì để phát triển thêm về cái con đường nghệ thuật của bản thân mình? Vâng, thì là người chiến sĩ văn hóa quân hàm xanh thì cũng thường xuyên được đi phục vụ bà con chiến sĩ, cán bộ chiến sĩ nơi vùng cao biên giới. Thì bằng cái niềm đam mê âm nhạc của tôi cũng mong muốn trong cái thời gian tới, những cái đợt lưu diễn phục vụ tới, tôi sẽ mang rất là nhiều cái tác phẩm bằng những cái nhạc cụ tôi đang chơi để phục vụ bà con, cán bộ chiến sĩ ở trên biên giới. Và đặc biệt là với cái cây sáo điện tử này, có lẽ là đối với bà con rất là xa lạ, mọi người cũng chưa được tiếp xúc, có khi là cũng được nhìn ở đâu đó, nhưng có khi là cũng được nhìn ở đâu đó, nhưng mà khi mà tôi đã biểu diễn thì mọi người sẽ được trực tiếp nhìn cây sáo này ở ngoài đời. Mà tôi cũng mong muốn là cái tác phẩm của tôi trong thời gian tới tôi sẽ lưu diễn và được mọi người ủng hộ rất là nhiều và sẽ yêu thích cái cây sáo điện tử này. Vâng, xin cảm ơn cuộc trò chuyện của Trung úy Nghiêm Xuân Khánh. Chúc bạn trong thời gian tới sẽ tiếp tục thành công hơn nữa trong con đường nghệ thuật của mình. Thưa quý vị, năm 2014, nhạc sĩ Phương Uyên sáng tác ca khúc Những Trái Tim Việt Nam chỉ trong một đêm. Sau đó, ekip cũng chỉ mất đúng 5 ngày để hòa âm, phối khí và thu âm. Không lâu sau đó, MV đầy xúc động tự hào mang tên Những Trái Tim Việt Nam ra đời với sự tham gia của 100 nghệ sĩ nổi tiếng và 1.000 sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh. Ca khúc gần như ngay lập tức được đông đảo công chúng đón nhận nồng nhiệt. Phần cuối chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc này qua phần thể hiện của hai giọng hát Việt Hà và Vũ Long. Việt Nam ơi đứng lên, Việt Nam mãi vững bền, một phương trời mình cùng sang tay gìn giữ núi sông. Việt Nam tôi đứng lên và thắp sáng niềm tin chiến thắng, không thể nào ngăn tôi yêu quê hương Việt Nam. Nhạc sĩ Phương Uyên tên đầy đủ là Nguyễn Phương Uyên, sinh năm 1970. Chị từng là thành viên ban nhạc Ba Con Mèo. Sau này, khi nhóm tan rã, chị hát solo và dành nhiều thời gian hơn cho sáng tác ca khúc. Và ca khúc Những Trái Tim Việt Nam là một trong những sản phẩm âm nhạc góp phần hưởng ứng công cuộc bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo quốc gia. Với ca từ bay bổng, âm hưởng hào hùng, ca khúc Những Trái Tim Việt Nam như một lời thúc giục khơi dậy tình yêu tổ quốc thiêng liêng trong trái tim mỗi người Việt Nam. Thấy trong ta tự hào, đoàn kết cho ta sức mạnh, băng qua bao dâu. Việt Nam ơi đứng lên, Việt Nam mãi vững bền, một phương trời mình cùng sang tay gìn giữ núi sông. Việt Nam tôi đứng lên và thắp sáng niềm tin chiến thắng, không thể nào ngăn tôi yêu quê hương Việt Nam, con tim muốn nói tôi yêu Việt Nam. Và ca khúc này cũng khép lại chuyên mục giới thiệu tác giả tác phẩm của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.